Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa đại kiện tướng Sanikit và kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm tại giải cờ vua trẻ thế giới năm 2008. Đây là một trong số những ván đấu hiếm hoi thời niên thiếu của Lê Quang Liêm được đăng tải trên kênh của chúng tôi. Ở trận đấu này thì Sanikit là người chơi quân trắng và Lê Quang Liêm là người cầm quân đen. Nếu thấy thế cờ nó chưa rõ, các bạn hãy để lại like và comment, chúng tôi sẽ trả lời và giải đáp. Đối đầu với cao thủ số 1 Việt Nam, đại kiện tướng Tony Kish, Sanikis sử dụng nước cờ sở trường để bắt đầu ván cờ bằng nước tốt D4. Quang Liêm như thường lệ đáp trả bằng nước tốt D5. Trắng tiếp tục dâng tốt C4, đánh chiếm trung tâm, hòng kiểm soát thế trận ngay từ những nước đi đầu tiên. Trước một Sanikis dũng mãnh, nên đẩy tốt C6, triển khai hệ thống phòng ngự Slaver rất chắc chắn để chống lại. Trắng nhảy mã lên F3, nên cũng phát triển mã lên F6. Trắng triển khai quân mã cánh hậu lên C3, tiếp tục gia tăng áp lực lên khu vực trung tâm. Đen lên tốt E6, đổ bê tông, giữ vững điểm D5. Trắng cũng lên tốt E3, mở đường cho tượng F1 xuất trận. Đen đưa mã B lên D7. Trắng theo kế hoạch đưa tượng lên D3, chuẩn bị nhập thành, di chuyển vua vào góc bàn cờ. Thoáng thấy tượng trắng di chuyển, nên lập tức ăn tốt qua C4, lợi một tem đuổi tượng và buộc trắng phải ăn tượng lên C4. Chỉ cho có thế, nên nhanh chóng dâng tốt B5 tấn công tượng, chuẩn bị mở mặt trận tấn công cánh hậu. Một lần nữa, trắng lại kéo tượng chạy về vị trí D3. Không vội vàng phát động tấn công ngay, nên triển khai tượng lên D6, mở đường cho vua nhập thành. Trước sự hung hãn của đen, trắng lập tức nhập thành đưa vua vào vị trí an toàn. Đen lên tượng B7, chờ củng cố xong tốt B5 sẽ đẩy tốt C5 để phản công vào trung tâm và mở đường cho tượng B7 kiểm soát đường chéo lớn H1 A8. Trắng lên tốt A3, ngăn chặn đen bất ngờ tiến sang bắt mã. Khi mà các quân nhẹ đã vào vị trí chiến đấu, đen nhanh chóng nhập thành chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Trắng bất ngờ nhảy mã lên G5 rình rập. Không chậm trễ, đen lập tức dâng tốt E5, phát động chiến dịch phản công vào trung tâm. Trắng đưa hậu lên C2, tập trung hỏa lực tấn công vào con tốt ở H7. Đen lên tốt H6 tránh đòn và đuổi mã trắng chạy về E4. Ở vị trí này thì mã trắng trực tiếp uy hiếp tượng ở D6, khiến đen phải đưa hậu qua B8 để bảo vệ. Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao khi trắng chủ động ăn tốt qua E5 khai chiến. Đen ăn tượng lên E5, rình ăn vào tốt H2. Trắng dâng tốt F4 đuổi tượng. Không muốn mất tem chạy tượng nên đen đã nhanh chóng đuổi tượng vào mã ở C3. Trắng ăn mã về C3. Với ưu thế vượt trội bên cánh hậu, đen chủ động dâng tốt A5, tạo thành cặp tốt dâng cao, nhằm nhe tràn sang trận địa của trắng. Không để cho đen nắm thế chủ động trên chiến trường, trắng đẩy tốt E4, tạo thành cặp tốt trung tâm E4 F4 rất mạnh, chờ hiệu lệnh tiến sang tấn công cánh vua. Đen theo kế hoạch tràn tốt sang B4 tấn công mã. Trắng chạy mã lên A4. Về phía đen, với quân tượng ở B7 tỏ ra kém hiệu quả khi bị chắn bởi quân tốt ở C6. Đen tỏ ra rất cáo già khi đã di chuyển tượng lên A6, gạ đuổi quân tượng cùi, lấy quân tượng xịn sò của trắng ở D3. Không thể chạy tượng vì sẽ mất xe. Cực chẳng đã, trắng phải đổi tượng vào A6. Đen lên hậu A7 chiếu. Trắng chạy vua vào H1. Đen ăn hậu lên A6. Trắng triển khai tượng lên E3, chĩa sang cánh hậu của đen. Đến đây thì Quang Liêm bỗng nghĩ ra một nước cờ khá cao khi bất ngờ dí tốt xuống B3 tấn công hậu. Trường hợp mà trắng ăn hậu và tốt B3 thì đen sẽ ăn mất quân tốt E4 của trắng ở trung tâm, khiến cho thế trận của trắng tan nát. Không muốn mất quân tốt xịn sò này, trắng đành kéo hậu chạy về B1. Đen tiếp tục phi hậu lên C4, tấn công mã và nhằm vào quân tốt ở E4. Trắng đã tính toán sẵn nước đi này, nên nhanh chóng kéo mã chạy về C3 để bảo vệ tốt. Đen tiếp tục điều động con xe qua E8,
tăng thêm một quân nữa để tấn công vào con tốt E4. Không còn quân nào có thể huy động để bảo vệ tốt. Trắng đành phải tiến tốt sang E5 để hở ô D5. Đen lập tức lao mã lên chiếm đóng ở ô tiền đồn D5. Ở vị trí này thì mã đen rất là mạnh, uy hiếp các quân nằm sâu trong trận địa của trắng, buộc lòng trắng phải đổi mã vào D5. Đen ăn tốt lên D5. Sau một loạt nước đổi quân loạn xạ thì đen đã khéo léo đưa về thế cờ mã chống tượng. Với việc quân tốt đang đứng cùng màu với các ô của tượng, chắn mất tầm hoạt động của tượng, rõ ràng trắng đang gặp một chút bất lợi. Tuy nhiên Sanikit không hề tỏ ra nao núng. Anh bình tĩnh qua hậu D1, tấn công tốt B3 và mở đường cho xe qua chiếm lĩnh cột mở C. Không vội vàng, đen đẩy tốt A4, giữ chặt tốt B3 để hậu có thể rảnh tay di chuyển. Trắng di chuyển tượng lên D4. Kế hoạch của trắng bây giờ là tìm cách gia cố con tốt E5 để có thể đẩy tốt F5 tạo thành cặp tốt, lao xuống mở mặt trận tấn công cánh vua. Tuy nhiên để triển khai được kế hoạch này thì thật là không đơn giản, nhất là khi các quân đen đang ở vào vị trí rất là tích cực. Đen tiếp tục triển khai xe qua C8 chiếm lĩnh cột mở C. Thắng lên xe F3, tận dụng hàng ngang số 3 để đưa xe qua C3 chiếm lĩnh cột mở C, vừa có thể di chuyển sang thăng gia tấn công cánh vua khi cần thiết. Đọc vị được ý đồ này, đen liền lao hậu xuống C2, gạ đổi hậu hòng đưa xe xuống chiếm lĩnh hàng ngang số 2. Trắng muốn giữ lại hậu để làm mối đe dọa tổ chức tấn công cánh vua, do đó trắng đã sách hậu chạy qua G1. Đen tiến xe xuống C4. Trước sức ép của đen, trắng đưa xe qua D1, bảo vệ vững chắc tượng ở D4. Đen lùi hậu về F5, rình rập bí nước. Trắng liều mạng lùi tượng về C3, chấp nhận hy sinh quân tốt F4 để bắt lại tốt D5. Không chậm trễ, đen ăn xe qua F4, trắng ăn xe lên F4. Đen ăn hậu vào F4, trắng ăn xe lên D5, tấn công vào mã D7. Thấy lực lượng bảo vệ tốt ít, đen nhanh chóng ăn mã lên E5. Tưởng ngon, trắng liền nhanh chóng lùi xe về D4 tấn công hậu và quân tốt A4. Ngờ đâu Quang Liêm đã tính toán sẵn nên lập tức kéo hậu chạy về F5. Nước đi đơn giản tưởng chừng vô hại này nhưng lại khiến trắng toát mồ hôi. Nếu mà trắng cố ăn lại quân tốt A4 thì đen sẽ nhảy mã vào D3 và đe dọa vào F2 chiếu. Trắng đẩy tốt H3 thì đen sẽ xuống xe E2. Trắng lên hậu D4 thì đen sẽ lùi hậu về G6. Trắng lên hậu D5 thì đen sẽ nhảy mã vào F2 chiếu. Trắng chạy vua lên H2 thì đen sẽ lùi mã về E4 và trắng sẽ không thể chống đỡ liên tiếp hai đòn hậu G2 và hậu G3 của đen. Trở lại ván cờ thì không dám ăn tốt A4. Trắng di chuyển hậu qua D1, giữ chặt điểm D3. Tuy nhiên một lần nữa đen lại lao hậu xuống C2, gạ đổi hậu để tận dụng điểm biếu ở hàng ngang số 1. Trắng cũng nhận ra điều này nên vội vã lên tốt H3, mở cửa sổ cho vua thoát lên đề phòng có biến. Lợi dụng quân xe trắng đang phải bảo vệ hậu ở D1, đen tung mã lên C4. Mã đen tỏ ra rất lợi hại khi luồn lách trong trận địa của trắng, tấn công vào tốt ở B2 và đe dọa tiến vào E3, uy hiếp hậu và tử huyệt ở G2. Thấy nguy, trắng liền phi hậu lên G4, rình lao xe xuống D8, mở đường cho tượng phối hợp với hậu chiếu hết ở G7. Trắng hy vọng đòn tấn công này sẽ khiến đen phải kiêng dè và lùi về phòng thủ, khi đó trắng sẽ kịp thời củng cố thế trận lỏng lẻo của mình. Tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn. Liêm nhanh chóng phi mã vào E3, không thể tung đòn vì chậm hơn đối phương một nhịp. Trắng lúng cuống sách hậu chạy về F3. Đến đây thì với bản năng sát thủ khiến cả thế giới phải run sợ, Liêm lạnh lùng tiến hậu xuống C1 chiếu. Trắng tuyệt vọng chạy vua lên H2 và chờ đợi một phép màu. Tuy nhiên không có phép màu nào cả khi mà người tấn công là Quang Liêm. Anh nhẹ nhàng
nhảy mã xuống F1 chiếu. Đòn tấn công quyết định khiến đại kiện tướng Senikis không thể chống đỡ. Anh đành phải dừng đồng hồ, chịu thua một cách tâm phục khẩu phục. Trường hợp mà trắng chầy cối chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau. Nếu thấy ván cờ này hay, các bạn hãy ấn like và chia sẻ ván cờ này để động viên Ad. Và nếu ai đang tìm kiếm tài liệu học cờ vua để nâng cao trình độ thì có thể truy cập vào website cờthongminh.com hoặc vào theo đường link giới thiệu ở bên dưới video. Và ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên ấn đăng ký, subscribe kênh để tiếp tục xem những ván cờ vua hay nhất và mới nhất của chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại!